Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 12 2023. Hôm nay chúng ta học đến Thiền sư Giới Không và Thiền sư Pháp Dung. Hai vị nghe, các vị mở trong Thiền sư Việt Nam, các vị đọc. Và chúng ta cũng có hai phần thế này. Đầu đó là chúng ta nói về hành trạng. Chúng ta đi vô mấy phần. Thứ nhất, chúng ta nói về một chút về lịch sử, một chút về bối cảnh. Và thứ hai là chúng ta nói về hành trạng các vị sư. Tức là nó xuất thân của các ngài. Và thưa đại chúng, là hai vị thiền sư này, ngài Giới Không thì ngài không có niên sinh và niên mất. Ngài Pháp Dung thì ngài cũng không có niên sinh mà có niên mất. Niên mất của ngài đó là 1170-74. Và khi mình nhìn vào một cái giai đoạn lịch sử này thì biết rằng là đây là giai đoạn lịch sử của hai vị hoàng đế, một là Lý Thần Tông. Hai là Lý Anh Tông. Trước Lý Thần Tông là ai? Lý Nhân Tông. Bây giờ khảo lịch sử nha. Trước là Lý Nhân Tông nha. Thế thì trước Lý Nhân Tông là ai? Lý Thánh Tông, đúng rồi đó. Trước Lý Thánh Tông là ai? Thái Tông. Thái gì? Trước Lý Thái Tông nữa. Thuộc lịch sử này. Đây là bốn vị hoàng đế đầu tiên của triều nhà Lý. Giai đoạn hưng thịnh của lịch sử. Cái nét đặc thù thứ hai nữa là đây là giai đoạn bắt đầu xây dựng một nền độc lập. Và ảnh hưởng của Phật giáo còn đậm nha. Lúc bây giờ Nho giáo chưa có mặt, chưa có trường lớp đào tạo sĩ phu. Do vậy cho nên cái vai trò của những vị thầy chứng đạo, là vị thầy tâm linh, mình lặp lại, đây là giai đoạn hưng thịnh của Việt Nam, cũng là của Phật giáo nữa. Tại vì giai đoạn này chưa có trường lớp đào tạo những sĩ phu Nho giáo. Do vậy cho nên các thầy đòi hỏi điều đầu tiên là phải thông tuệ. Điều thứ hai là làm người chuẩn mực để giúp cho hoàng đế trị nước an dân. Cho nên về phần học sâu sắc, về hiểu biết lịch sử chính trị cũng rất là giỏi. Thứ ba đó là cái vai trò của các ông phải làm như vậy. Do vậy cho nên đây là giai đoạn rất là thịnh của đất nước Đại Việt ban đầu của thời độc lập, cũng là giai đoạn thịnh nhất của Đạo Phật lúc bấy giờ. Thế nhưng mà đời thứ năm, thứ sáu này là giai đoạn thừa tiếp cái sự hưng thịnh Phật giáo của bốn vị hoàng đế đầu triều. Nó có một sự chuyển mùa nhất định. Chuyển mùa thứ nhất đó là do vì đây là giai đoạn của Nho sĩ đang thịnh. Vào cái thời Lý Nhân Tông, Lý Thánh Tông này thì đã có Quốc Tử Giám và sử gia đầu tiên viết nên cái cuốn Đại Việt Sử Ký.
Đó là Lê Văn Hưu là người thi đỗ trạng nguyên vào cái thời Lý Nhân Tông thì phải. Đó là Lê Văn Hưu nghe. Đây là giai đoạn chuyển mùa đạo Phật mất cái vị trí xã hội. Mất vị trí không hàng nghĩa rằng là không còn đất đứng. Mất vị trí nghĩa là cái vai trò trí thức lãnh đạo xã hội giúp cho hoàng đế trị nước an dân. Trở thành người thông tuệ mới có khả năng gánh vác Phật pháp, và dường như cái vai trò đó nó tuột mất khỏi tầm tay. Tâm thức con người rất là kỳ lạ, đó là những vấn đề như học thuật vân vân mà nó giúp người ta có của có tiền ăn nên làm ra thì người ta mới đeo đuổi nghe. Thế nhưng mà học để làm thành tựu kiến thức dường như cái điều này nó dành cho một số người thôi. Là từ vấn đề mình nói cả việc quy chiếu là đời sống tăng già cũng vậy. Học để thi cử đỗ đạt để có quan chức triều đình, để có thể làm chức vụ giáo hội nọ giáo hội kia, dường như người ta có khả năng học, rất đam mê. Thế nhưng học để hiểu biết, để có kiến thức, để có một đời sống cao quý, không làm ông gì cả, đơn thuần chỉ học hiểu biết thôi, dường như người ta lười biếng nha. Nói điều này để khích lệ đại chúng, các vị đừng nghĩ các vị không học mà chấp nhận được, không, không có chuyện đó. Cái nền tảng tu tập nó từ nền tảng học thuật á, kinh văn, lịch sử, ngữ lục, ngôn ngữ thiền, thi ca, chúng ta đều phải học ngang qua, nhất là cái nền tảng văn học Phật giáo Nikaya, tức là A Hàm, phải đọc qua hết. Mỗi ngày đọc một bài cho tôi, bài thuộc lòng càng tốt. Thế là trở lại vấn đề này. Các vị biết rằng là cái thời này á, là cái thời chuyển mùa. Phật giáo bắt đầu bàn giao cái sinh hoạt giúp cho hoàng đế trị nước an dân qua vai trò của các vị nho sĩ, do vị hoàng đế từ Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông đã thiết lập Quốc Tử Giám, thờ Khổng Tử, Chu Công, thờ Thất Thập Nhị Hiền, tức là nho giáo dĩ nhiên được tôn vinh là hàng đầu của thành phần sĩ phu đất nước, học để có quan chức của triều đình, để ăn nên làm ra, để giúp nước, để làm ra có danh gì với núi sông. Do vậy cho nên nho giáo dần dần nắm quyền quy thành phần trí thức của xã hội, điều lý quốc gia. Nó tự nhiên là đá dăng mấy ông thầy tu rời khỏi cái vị trí của thành phần trí thức xã hội dẫn đạo quần chúng. Do vậy đến giai đoạn Lý Thần Tông này thì ta thấy cái màu sắc của tín ngưỡng nó dần dần đi vô rất mạnh nha. Nho sĩ đang tịnh. Cho nên cái bước đầu là mất vai trò. Đây là vấn đề lịch sử mình phân tích. Nó có hai vấn đề trong bối cảnh xã hội này. Thứ nhất, qua bốn vị hoàng đế đầu triều cho tới giai đoạn Lý Thần Tông, Lý Nhân Tông thì Phật giáo dần dần rớt mất cái vai trò lãnh đạo trí thức của quần chúng, của quốc gia, rớt xuống cái vai trò đó là làm chi, thứ nhất này, thứ hai là dắt dẫn tâm thức, dắt dẫn tín ngưỡng. Mình phân tích vấn đề lịch sử để các vị nhìn vào giai đoạn lịch sử cận đại, tức là lịch sử ngay bây giờ, các vị nhìn ra thôi. Khi Phật giáo không còn có vai trò thành phần trí thức xã hội, chư tăng tự nhiên hướng về cái chiều hướng là hưởng thụ đời sống của một tăng sĩ được trọng thị, được đãi ngộ. Và giờ Lam từ biển nào càng giàu thì cái điều tự nhiên xảy ra đó là càng ngày càng suy thoái, càng thối đọa, tăng chúng lần lần bị thối đọa, cái học không tới nơi, tư duy không có, đạo hạnh cũng không. Cho nên chỉ làm một việc, đó là chi? Dắt dẫn tín ngưỡng quần chúng thôi. Cái vai trò ngày xưa đó làm điều này. Thế nhưng mà vai trò tăng sĩ hiện tại thì nó cộng thêm một cái phần nữa. Là cái chi? Thế các vị làm một việc đơn giản, đó là trở thành những nhà tu khai thác về du lịch tâm linh. Các cái chùa viện chúng ta giờ dường như nó lâm vô tình trạng này nghe.
Các vị biết rằng là mình phải chăm chút từng cành cây lá cỏ, chăm chút con suối hoặc non bộ, chăm chút cảnh trí của già lam tự viện. Không có thì giờ, cái thì giờ gần đó việc thôi đúng chết. Thứ nhất là tạo ra thì không phải khó khăn, tại vì tạo ra là xong rồi. Cái chiều dài sự chăm chút để nó tồn tại, để nó không có đến nỗi hoang tàn cảnh trí mới là cái chuyện đau cho người sao. Cho nên tạo thêm nhiều cảnh trí du lịch bao nhiêu thì chúng ta càng sa đà vô cái công trình này, tức là dắt dẫn tín ngưỡng một chút. Và bây giờ thì nó vô cái tình trạng là khai thác du lịch tâm linh. Tất nhiên nó có sự tác động vậy, mình mở ra những cái trung tâm du lịch tâm linh bao nhiêu á thì cái nguồn thu nó càng ngày càng giàu bấy nhiêu, và nó làm thành cái sự suy thoái, tức là nó làm thành cái sự thoái hóa cho đời sống đạo đức của tăng già. Hai điều này nó dính liền nhau. Đó là mình nhìn vào một cái nét của Phật giáo vào thời Lý, rồi các vị nhìn vào cái lịch sử phát triển của xã hội bây giờ, rồi các vị đối chiếu đời sống tu thì dường như chúng ta loanh quanh gần đâu việc. Cái chuyện tội nghiệp là mình đi tu rồi giải quyết một việc đó là kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, trang trí cho cảnh đi du lịch, làm một việc là đối phó với những dịch vụ tâm linh, dịch vụ vui chơi, không đình đám lễ hội, không tụng kinh, không có ma chay lễ lược, không có trai đàn dẫn tế, thì chúng ta loanh quanh ngần đó việc để đợi cho cái tuổi già đến rước ta đi và đi vào cái chết. Chấm hết. Tội. Một đời tu là cái gì thì tội nghe. Do vậy cho nên chúng ta nhìn bối cảnh xã hội và thời Lý thì các vị nhận ra rằng là từ Lý Thần Tông mà chúng ta gọi rằng đã bước vào vai trò của tăng sĩ, mất đi cái vị trí trí thức xã hội, trở thành những bậc thầy dắt dẫn tín ngưỡng quần chúng thì đã là một cái sự suy thoái tội nghiệp rồi. Điều này có sự minh chứng rõ ràng nghe. Minh chứng là Lý Thần Tông bị bệnh, đập tầm dông, đập tầm dông của Nguyễn Minh Không chữa được bệnh Lý Thần Tông hoàng đế đó. Và rõ ràng ông bệnh quá cọp, và thiền sư Nguyễn Minh Không về chữa cho ông, thì ta thấy là cái tính thần kỳ bí hiểm có mặt vô trong đây. Một triều đình hoàng đế mà còn có những cái điều thần dị thế này thì cả quần chúng từ Thăng Long tới Thanh Hóa Nghệ đều như vậy hết, người ta đều hướng về con đường là cầu cúng vái lại lễ bái thần kỳ bùa chú trấn yểm. Từ thời đầu thời nhà Lý đã có rồi, thế cho nên cái chuyện này nó là chuyện bình thường. Từ điều này nó đưa đến tới hai đời sau, không bao xa nữa thì Phật giáo tự nhiên mất gốc. Đến nỗi là vua Trần Nhân Tông dựng lại cái tông gọi là Trúc Lâm Yên Tử là như vậy. Tại vì Phật giáo nó tới một giai đoạn phải lột xác, cho nên Ngài phải làm lại cho mới Phật giáo lại. Thứ hai nữa là Phật giáo vào thời Lý này tự nhiên chìm mất. Khi nhà Lý mất ngôi rồi thì đạo Phật cũng không còn nữa. Đây là điều đầu tiên chúng ta lý giải về những cái nét này. Tuy nhiên, nếu mình đi vô một phần thứ hai phân tích nữa, đây là phân tích thứ nhất để cho các vị thấy là cái vai trò Phật giáo trong giai đoạn này nhé. Mình biết là không biết các vị biết phân bố lại bài không? Đây là hai cái này đã đi vào cái nét, còn nét đầu đó là vai trò Phật giáo. Lặp lại điều này. Phật giáo giai đoạn đầu thời Lý này, bốn vị hoàng đế đầu từ ngày dựng nước 1010 cho tới lúc Lý Thần Tông mất, Lý Thần Tông lên ngôi, được gọi là giai đoạn Phật giáo khá hưng thịnh, khá hưng thịnh, tăng chúng tu học. Còn cái nét chánh pháp, nhiều vị thiền sư chứng đạo, có những vị thiền sư chứng đạo gần kinh đô Thăng Long. Thế nhưng mà tới sau đó, tức là từ ngày Pháp Dung về sau, thưa các vị, là dường như Phật giáo di chuyển về phương Nam, về cái vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nghe.
Cái vị quốc sư cuối cùng là ngài Y Sơn lại sinh ra ở Nghệ An chứ không phải ở gần Thăng Long nữa. Thì các vị nhìn ra cái tình trạng suy thoái ở Kinh Đô nó là như vậy. Cho nên chúng ta gọi đây là giai đoạn đầu Phật giáo, cái vai trò quan trọng đó là lãnh đạo quần chúng trí thức. Các vị sư lúc bấy giờ có cái nền tảng Phật học vững vàng, có trình độ trí thức đủ ngang tầm để có thể làm cho đạo Phật ở cái vùng đế đô hưng thịnh. Và sau đó thì nó lâm vô tình trạng suy thoái. Đây là nét đầu tiên mình nói về tổng quát về cái bối cảnh xã hội trong cái thời hai vị thiền sư này có mặt. Cái nét thứ hai, đây cũng là giai đoạn tạm gọi là bình trị, tức là cái sự có mặt của hai ông cụ này đầu thế kỷ thứ 10-12 cho tới cuối thế kỷ 12. 1174 là năm ông cụ mất. Trước đó thầy của ông, trước đó nữa sư ông của ông. Những giai đoạn này ta gọi là giai đoạn tạm gọi là bình trị. Tại sao? Biên giới phía Bắc nó có những cuộc xâm lăng của quân Tống. Ta nhớ rằng cái giai đoạn của Tống Nhân Tông vào giai đoạn này nha. Ai có đọc Ngũ Hổ Bình Đông, Ngũ Hổ Bình Tây biết cái giai đoạn này, tức là của Địch Thanh cùng với năm tướng là Ngũ Hổ tướng á. Trong cái nhóm Ngũ Hổ tướng này có hai người Quốc Quai là những anh chàng nữa dẫn quân qua Giao Chỉ, tức là qua An Nam á, đánh. Thế nhưng mà Lý Thường Kiệt là người đề kháng quân Tống. Bên dòng sông Như Nguyệt, các vị nhớ cái tên đất nước và nhớ địa danh này, bên dòng sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt viết tuyên ngôn độc lập cho Việt Nam đầu tiên, Nam Quốc Sơn Hà Nam Lý Cư là tuyên ngôn độc lập đó. Do vậy cho nên bình trị là ta gọi cái từ tạm là bình trị. Tại sao? Tại vì chưa bao giờ đất nước phương Nam bình yên hết. Cái nhìn của Bắc Phương, tức là cái nhìn Trung Hoa đối với Việt Nam chưa bao giờ họ buông tha, quá khứ cũng như hiện tại. Cái sự tham muốn, khống chế, mở rộng biên cương quốc thổ, coi các nước chung quanh là chư hầu, là cái chuyện đó có mặt vô cùng sâu trong tâm thức của người Trung Hoa nghe. Họ nghĩ rằng đất nước họ là một đất nước văn hóa, một đất nước ban bố mọi ân điển cho những quốc gia chung quanh, ngay như một cái nguồn Phật Pháp sâu xa từ nền văn hóa Ấn Độ truyền ngang. Thế nhưng đôi khi mấy ông thiền sư còn sách mé, còn gọi những ngôn ngữ rất là thiếu tôn kính, là gọi Đức Thế Tôn là cái lão Quỳnh Diện lão nhân, gọi Tổ Đạt Ma là Bích Nhãn Hồ Tăng. Dĩ nhiên nó không sai. Hồ là cái từ họ dùng gọi cho những người ngoại biên của đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà từ đó nó hàm cái ý coi thường. Giặc Hồ, Hồ Tăng, Nam Di, Bắc Địch, hai cái từ đó họ hay dùng nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là nó chưa bao giờ bỏ cái mộng xâm lăng. Cho nên chúng ta tạm gọi bình trị. Cho tới bây giờ chưa chắc gì chúng ta thoát được cái nạn gọng kìm của phương Bắc. Tức là Trung Hoa chưa bao giờ không dòm ngó về đất nước Việt Nam, nó dùng mọi cách nha. Thế cho nên ta gọi là bình trị. Bao giờ trong đất nước vinh hùng tướng mạnh, nhân dân cùng với vua một lòng gìn giữ biên cương quốc thổ, thì cái chuyện ngoại xâm mới có thể loại trừ. Còn không thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng ngoại xâm là cái chuyện rất bình thường của một đất nước bé nhỏ phương Nam, được gọi là nhược tiểu. Giai đoạn này, vào cái thời Lý Thánh Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, thưa các vị, dường như cái giai đoạn của Lý Thường Kiệt là giai đoạn của Lý Anh Tông. Lúc Lý Thường Kiệt dẫn quân đề kháng giặc Bắc, lúc bấy giờ thì triều đình do bà Nguyên Phi Ỷ Lan trong Nam triều đình. Vậy là cái thời đó, thời Lý Thánh Tông. Lý Thánh Tông. Thì các vị hình dung một điều rằng làm yên ở phương Bắc chưa được bao lâu thì phương Nam
Thủy Chân Lam, tức là Chàm, lại nổi dậy, lại cử quân về phương Nam. Ta nhớ rằng Lý Thánh Tông đã từng trải quân về phương Nam đánh chim. Lúc bây giờ vua chim là Xạ Đẩu bị bắt, và cho đến nỗi bỏ quốc đô của nước Chàm, là bỏ Phúc Xuân của ta đó, tức là bỏ tới Huế chạy vô phương Nam. Do vậy cho nên biên giới phía Bắc thì Lý Thường Kiệt dẹp yên, biên giới phía Nam cũng có những vị tài tướng gìn giữ biên cương phía Nam, cho nên chúng ta gọi là giai đoạn này tạm gọi là Bình Trị. Rồi khi đất nước Bình Trị thì nó có một cái hiện tượng rất là tuyệt vời, nó kèm theo với điều này là chi? Đó là văn hóa, học thuật, tôn giáo. Ba cái phần này đó là một nha, văn hóa, học thuật, tôn giáo được củng cố. Đầu tiên là hoàng đế Lý Thánh Tông, gì như Lý Thánh Tông hay Lý Anh Tông vậy đó, có một cái sáng kiến là vẽ bản đồ của Đại Việt từ phương Bắc cho tới phương Nam cho tới phía Tây giáp Lào. Lào xưa các vị biết người ta gọi là nước gì không? Lâm Ấp. Cái từ này nên là quen, Lâm Ấp là Lào đó. Họ có mặt lâu đời lắm, từ thời Lý họ có rồi. Vẽ bản đồ Việt Nam từ thời nhà Lý, thế kỷ thứ 12 họ đã có bản đồ hoàn thiện rồi. Và điều thứ hai nữa là về lĩnh vực học thuật này, những hoàng đế triều Lý họ đủ thông minh, họ không có bắt chước hoàn toàn về cái nét học thuật của văn hóa Trung Hoa. Họ xác định rằng là Nam Bắc riêng biệt, văn hóa mỗi vùng miền khác biệt, cho nên không bắt chước về nhạc kịch vân vân. Tuy nhiên ảnh hưởng về cơ chế chính trị thì nó vẫn y vậy nghe. Sắp xếp quan chức triều đình là một, phân bố những lộ, những trại, tức là những cái huyện lỵ vân vân, họ gọi cái từ là lộ là trại. Họ thay đổi những cái địa danh, ví dụ như từ thời Đường thì chúng ta có Ái Châu và Quang Châu. Thì lúc bấy giờ nhà Lý đã bắt đầu làm được việc là đổi những địa danh mà nhà Đường họ phong tặng, họ đặt tên đó là Ái Châu, Quang Châu này trở thành là những trại Thanh Hóa, Nghệ An. Bắt đầu từ từ những cái từ đó bắt đầu xuất hiện nha. Cho nên các vị nghe nói Ái Châu, Quang Châu thì các vị nên nhớ rằng cái từ này chỉ cho Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ba tỉnh này xưa gọi là Ái Châu, Quang Châu. Ngoài ra Ái Châu, Quang Châu này lịch sử khảo cổ người ta còn cho cái tên nữa, tên gì các vị biết không? Là văn hóa. Văn hóa gì? Cái từ người ta gọi là văn hóa Lam Hồng. Lâm lại. Dạ đúng, Lam Giang Hồng Lĩnh đó. Tại cái vùng này là lưu vực sông Lam và lưu vực của núi Hồng Lĩnh. Các vị nên nhớ rằng Ái Châu, Quang Châu nó là Thanh, Nghệ, Tĩnh nghe, ba cái tỉnh này. Và không lạ lùng chi là từ thời nhà Đường, nơi đây đã có dấu vết của những vị châu mục. Hồi xưa cái từ gọi là châu mục nghe. Và châu mục truyền đời tới 15 đời. Từ đời đầu là Lê Kính cho tới đời thứ 15 là sinh ra một người, và người đó đi tu trở thành là Ngài Pháp Dung đây, đời thứ 15. Châu Mục, xin lặp lại, được nhà Đường phong cho cái vùng văn hóa Ái Châu và Quang Châu này từ thế kỷ thứ 9 đã có rồi nghe, thứ 7, thứ 8, thứ 9 đã có rồi. Và ông cố tổ gì của Ngài Pháp Dung, tôi không biết gọi tới cái ông đó ông gì, tại 15 đời đâu biết. Tổ. Lúc bây giờ ông đã có khoảng 3.000 người gia nhân trong nhà để nuôi, cho nên vừa giàu có và vừa là người có một cái nền tảng văn học, cái nền tảng chính trị đủ vững để làm một người chăm sóc một châu huyện, cho nên được nhà Đường tặng phong làm cái chức châu mục.
Mình nói điều này để dẫn đến điều rằng sau khi nhà Đinh Bộ Lĩnh khởi nghĩa từ văn hóa Lam Hồng này nghe, từ cái vùng núi Hồng Lĩnh và sông Lam này, giành được quê hương, về đây xây dựng thành Lam Kinh. Các vị có nhớ gì Lam Kinh không? Lam Kinh đó là kinh đô phía nam của nhà Đinh. Nhà Đinh Đinh Liễn về vùng này xây dựng kinh đô. Và ta nghe rằng có một lúc Nguyễn Huệ cũng định dời kinh đô từ phố Xuân ra cái vùng Nghệ An này để dựng đế đô ở đây nghe. Và người ta đào được rất nhiều trụ đá, khắc cái bài chú Tôn Đảnh Đà La Ni cũng ở cái vùng Lam Kinh này. Từ điều này nó cho chúng ta một cái nhìn để liên hệ với thiền sư Đạo Dung này, đó là ông sinh ra trong một gia đình quyền quý, có cái dòng họ tu lâu đời, có cái chủng phước điền từ nhiều đời tổ tiên đã đến với Đạo Phật. Từ điều đó cho nên cái phước của ông sinh ra, ông đã là con người thanh tú, tức là đẹp đẽ là một nè, có một cái giọng phúng tụng tuyệt vời hay ho là hai, văn bản kệ tụng Phạn ngữ ông tụng rất thông thạo là ba nghe. Nói chuyện đi tu thì nghiễm nhiên được Tăng Thống Khánh Hỷ thu nhận làm môn đồ và truyền y bát, tức là truyền pháp kế thừa, được ấn chứng là vị tổ kế thế. Đời thứ 15 của Tỳ Ni Đa Lưu Chi là như vậy. Từ cái nền tảng văn hóa, học thuật, tôn giáo này nó dính liền nhau để chúng ta nhận ra điều rằng một vùng đất mà nó bình yên, không có chiến tranh hoạn họa, cái sự phát triển nó đồng bộ rất nhiều mặt, thì trong một nhánh sự phát triển đất nước nó có một nhánh vô cùng quan trọng là tôn giáo, nó dính liền với văn hóa học thuật. Một đất nước mà không thể có được sự bình an thì không thể phát triển được điều này. Và ba điều này nó phát triển được là nhờ cái lực dụng của cái nền chính trị, tức là cái nền chính trị bình ổn nha. Cái chính trị bình ổn nó là đặt trên cái nền tảng vô cùng quan trọng nữa là cái nền tảng của quốc phòng, nền tảng quốc phòng. Nó liên hệ nhiều mặt quốc phòng và nó được vững vàng, đất nước phát triển, thì nó lại có mặt hai yếu tố vô cùng quan trọng, yếu tố tâm thức con người. Và cái thời Lý này đặc biệt, Hoàng đế Lý Anh Tông, Ngài có một cái sáng tác về quốc phòng tuyệt vời, đó là ngũ binh ư nông. Cái từ này cái gì nó làm quen, mình ghi rồi không biết có chỗ nên chắc không ghi không. Nên nhớ thôi chứ còn khỏi ghi, ngũ binh ư nông. Là chi? Thưa các vị, cái tình trạng đó là cái tình trạng bây giờ nhưng do Thái nó làm đó, à, học quân sự, tức là tất cả người dân đến một cái tuổi 18 đều phải đi lính cả 2 năm, gọi là 2 năm hiện dịch. Cái từ ngày xưa họ dùng của Nguyễn Liên Nông nghĩa là tất cả những chàng trai chân đất đó, ban ngày thì cởi trâu ra đồng, thế nhưng mà đều phải học võ bị cả. Khi đất nước cần, chỉ cần một tiếng hiệu triệu của các vị vua lão thì liền đứng lên rầm rập ra biên cương chiến đấu để bảo vệ quê hương, gọi là ngũ binh ư nông, tức là các quân lính ở trong cái hàng ngũ của nông dân á. Và nên nhớ đất nước ta, đất nước nông nghiệp nghe. Do vậy cho nên tất cả người con trai đều là dân cài cả, từ 60 đổ xuống đều là dân cài hết. Do vậy cho nên tất cả những con người đó đều là những người phải giỏi võ, đều là những người học quân sự, để có việc thì rầm rập ra chiến trường. Và cái chủ trương này của thời Lý là một sáng tạo vô cùng lớn lao, đến nỗi nhà Tống bắt chước luôn, muốn qua bên Việt Nam để nhờ đoàn quân của Việt Nam đánh giùm Nùng Trí Cao ở biên giới phía Bắc. Các vị nhớ loạn Nùng Trí Cao hả? Bây giờ chúng ta nhìn cái tình trạng của Do Thái nó đang đi đụng, nó chống với ba bên bốn phía về những cái tình trạng xâm lăng đất nước là từ cái tình trạng này nghe. Chưa có một đoàn quân nào mạnh và cũng chưa có đất nước nào ít dân như Do Thái. Thế nhưng mà
nó nhỏ mình có vỏ, đụng nó là nó đánh cho mình sặc máu nhưng mà chuyện trời. Tại vì thưa các vị, tất cả người con trai con gái của Do Thái đều yêu nước nồng nàn, không có vì lý do là vì lý do gì mà trốn tránh trách nhiệm quân dịch cả. Và họ rất tự hào khi khoác vào người cái màu áo của một quân đội Do Thái. Họ coi cái chuyện mang súng giác đạn là cái món trang trí đẹp cho người gái luôn. Các vị thấy nó chụp hình ngời ngời ánh sáng của những người quân nhân rất tự hào về cái khí thế chiến trường của nó. Mất nước từ 2.000 năm, cho nên bây giờ có được quê hương, cái tình yêu quê hương nó đặt hàng đầu. Không có cái chuyện là trai ốc trai riêu, trai nổi Phập Phìu, trai hỡi là trai đâu. Trai là chiến trường, trai sống chết với quê hương, bảo vệ đất thiêng của tổ tiên. Cái tình trạng này đó là tình trạng nhà Lý nghe. Nhìn vào vấn đề này, các vị thấy rằng văn hóa học thuật tôn giáo mà phát triển được, nó phải phát triển trên cái nền tảng của tâm thức. Thứ nhất là có được cái chiều cao tri thức, có được ý niệm độc lập về quốc gia. Thứ hai là họ có được cái trình độ tri thức học thuật. Có những quốc gia nó coi học thuật là một đạo đức. Do Thái nó coi học thuật là một đạo đức nha. Thiếu học thuật là phi đạo đức. Không chấp nhận nhốt. Một đất nước tiến bộ nó là như vậy. Thế rồi một tôn giáo lấy trí tuệ hàng đầu, thiếu học thuật thì người ta gọi là chi? Không chấp nhận được. Do vậy, các vị nên lưu ý nghe. Khi nền tảng bình ổn của một đất nước nó có mặt thì người ta mới có thể phát triển được về lĩnh vực học thuật. Thế là cái nền tảng của công trình tu chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta đói kém, chúng ta khó khăn, chúng ta bị bao nhiêu thứ bủa vây thì chúng ta không thể phát triển công trình tu tập được. Thế nhưng mà nếu chúng ta đủ ăn, đủ mặc, có cửa, có nhà, không có bị phá rối, không có bị khủng bố, thì không lý do gì mà chúng ta không tiến bộ được trong công trình tu tập nha. Đây là cái chuyện mà các vị nên nhắc nhở mình nghe. Từ cái điều này để chúng ta quy chiếu lại đời sống của mình để thấy thương thân phận mình. Rồi sẽ tới một lúc, có được một ngày mình đi không có đâu. Tại vì lúc đó cơ thể các vị nó rã rời, nó lên cơn bệnh, nó đòi hỏi nghỉ chơi với các vị, nó đòi hỏi ra đi, là lúc đó không có cơ hội tu đâu. Bây giờ còn bình an, còn đi tới đi lui được, còn học pháp được, còn tu được. Thưa các vị, cơ hội ngàn vàng này nó không phải là món quà hời để tặng cho các vị 50 năm nữa. Không hề. Sẽ tới năm nào đó ta vô cùng khó khăn nghe. Đây là vài nét ta nói về bối cảnh lịch sử giai đoạn này. Thì sự phát triển của nó tất định là như vậy. Nét thứ ba của cái phần bối cảnh này. Hãy nhìn hoàn cảnh xã hội. Cái giai đoạn mà thần tông mất rồi cho tới anh tông lên là Phật giáo bắt đầu đi về cái chiều hướng đó là chiều hướng tín ngưỡng, là nó bắt đầu suy thoái rồi nghe. Do vậy cho nên dần dần bóng dáng các vị thiền sư chứng đạo càng ngày càng ít. Thứ hai nữa là cái chất cầu cúng lễ lại càng ngày càng nhiều. Yếu tố vô cùng quan trọng nơi đây đó là yếu tố về đạo Phật được đãi ngộ vào thời Lý. Bốn vị hoàng đế đầu đãi ngộ đạo Phật rất là mạnh, tức là chăm chút, giảm tô, giảm thuế và đãi ngộ những vị tăng sĩ, nó làm thành một loại tệ nạn giống tăng già. Các thầy được cúng dường, được thù phụng, được phong quan phong chức, được cả triều đình người ta kính trọng, kính trọng. Nó làm thành một cái điều kiện tự nhiên là kẻ xấu nó lợi dụng cái điều kiện này để nó mượn lớp áo người tu, nó sống qua ngày, không phải làm chi, không phải đi lính, không phải đóng thuế. Điều thứ hai, không cần làm mà có ăn. Và một trong những cái nghề kinh doanh hiện tại là làm thầy tu là một loại kinh doanh mạnh tay nhất. Các chùa là loại kinh doanh không sợ lỗ.
Và cái môi trường doanh nghiệp bây giờ nó cũng đặt một vấn đề là cất chùa là một cách, điều thứ nhất là rửa tiền, điều thứ hai giảm bớt cái tội tham nhũng, tiền nhiều quá hối lộ Phật cho chắc ăn. Rất là nhiều vấn đề. Do vậy cho nên cái giai đoạn suy thoái này nó có một phần đó là nhiều hoàng đế triều Lý đã rất mực ngưỡng mộ đạo Phật. Và các vị nhìn điều này nhé, thời nào tăng sĩ được trọng thị, thời nào tăng sĩ không làm có ăn, thời nào tăng sĩ vô cùng giàu có, trở thành một giới thượng lưu trong lĩnh vực hưởng thụ đời sống á, thì thời đó Phật giáo suy thoái á. Cái điều này nó là lẽ tự nhiên thôi, lịch sử nó chứng minh rồi. Thiên Chúa giáo cũng vậy, Phật giáo cũng vậy, chứ không khác gì nhau cả. Cái thời Thiên Chúa giáo châu Âu mà bị đánh sụp là do vì những vị linh mục đó trở thành những lãnh chúa những địa phương nha. Rồi từ điều này các vị nhìn về xã hội hiện tại thì điều này nó không bao giờ sai. Rồi các vị nhìn hẹp trong phạm vi tông môn của Trúc Lâm coi chừng cũng đúng luôn. Nói mất lòng nhau, nhìn nó đúng luôn nha. Đây là cái tình trạng rất tội nghiệp do cái sinh hoạt tín ngưỡng càng ngày càng đậm, và càng ngày càng đậm thì nó càng đi vô cái chiều hướng càng ngày càng mê tín. Xin lưu ý một điều, chánh tín với mê tín nó rất gần nhau. Thế mà chánh tín thì nó có cái nền của trí tuệ, cái nền của học Phật, còn mê tín thì nó không có cái nền của trí tuệ, không có cái nền học Phật, chỉ có một niềm tin cuồng tín, chỉ có niềm tin biết rằng Phật như vị thần linh thôi. Thì thưa đại chúng rằng rớt vô tình trạng mê tín. Đa phần khi Phật giáo có một chiều hướng phát triển về cơ sở vật chất thì điều này nó vô cùng là đậm, nó có mặt dễ dàng. Tại sao vậy? Tại vì không có gì tuyệt vời bằng vận dụng cái sự là hăm dọa cho người ta biết rằng này tội này phước. Không có gì hay bằng vận dụng cái sự mê tín của con người, tức là sự u tối của con người, để dắt dẫn tâm thức người ta, để lợi dụng cái điều kiện là tâm thức như vậy mới có nhiều lợi dưỡng cho đời sống tăng già. Cho nên khi có trí tuệ rồi thì mê tín nó tự lui. Không có trí tuệ thì mê tín càng ngày càng đậm nghe. Người ta chỉ tin Phật bằng cái niềm tin rất ư là thơ ngây của một người ít hiểu biết, ít học. Do vậy cho nên không có một tôn giáo nào đạt đến người ngưỡng cửa đó là phát triển cơ sở vật chất mà không lợi dụng niềm tin thơ ngây quần chúng tín đồ để làm tiền cả. Nó là như vậy. Thiền tông cực thịnh, nó không có chuyện này nghe. Tại sao? Thưa các vị, mấy ông thiền sư không có cần chùa cao Phật lớn đâu. Mấy ông thiền sư là chỉ có một việc, đó là liễu ngộ được đạo, đi vào con đường thực tu, thế rồi chứng ngộ, thành tựu trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát ngay hiện tiền, chứ không có chuyện là chùa cao Phật lớn, không có chuyện là kiếm tiền, kiếm lợi, kiếm danh. Do vậy cho nên khi Phật giáo thực sự hưng thịnh á, thì cái chuyện mê tín này bị đẩy lùi. Phật giáo thực sự hưng thịnh á, thì dù có chùa cao Phật lớn, nhưng mà cái công trình đào tạo về nền tảng học thuật của tăng chúng nó rất vững vàng. Chư tăng có thể có 1.500 người nhưng mà họ hoàn toàn cống hiến đời sống cho tăng bảo và trở thành những bậc tu lỗi lạc. Còn tình trạng thứ hai là khi mê tín có mặt thì cái chuyện nó khác đi, đó là chư tăng có thể đông nhưng đó là một tập thể kinh doanh chứ không phải là một tập thể tu tập. Hai cái này nó khác biệt. Đây là cái mầm suy thoái đang có mặt trong cái thời cuối thời nhà Lý nghe. Ta nhớ rằng thời Lý có 8 hoàng đế, thế nhưng 4 vị hoàng đế đầu đó là giai đoạn Phật giáo hưng thịnh, nhưng mà từ Lý Thần Tông cho tới Lý Anh Tông đổ cho tới Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông là giai đoạn suy thoái, cho đến đổi là những vị hoàng đế của thời Lý có khi chết rất trẻ, 20 mấy tuổi chết. Đây là nét rất tự nhiên của giai đoạn lịch sử nó phải như vậy. Xong cái phần thứ nhất nói cho nhau nghe về bối cảnh lịch sử. Phần B có vấn đề.
chúng ta nói về thân thế của hai vị thiền sư. Tức là sự nghiệp của ông, đầu tiên là ngài giới không nha. Các vị đọc vào thiền sư giới không, các vị nhìn vào cái trang lịch sử của ngài giới không thấy rất ngắn nha. Thế nhưng mà còn có một cái điều may mắn ở đây, đó là ngài có được một cái bài kệ thị tịch khá dài. Sư tụng danh là Nguyễn Tuân, con một lương gia trong quận Mãn Đẩu. Thưa đại chúng, rằng cái phần đầu này cho chúng ta cái nhìn thứ nhất, đó là cái nơi ông sinh ra. Khảo sát trong Thiền Quyển Tập Anh tra ra cái nơi này, nó không phải là phương Nam của đất nước Việt Nam nha, tức là không phải Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mà nó lại nằm ở cái vùng Tuyên Quang, tức là phía bắc của thủ đô Hà Nội. Cái địa danh này bây giờ tìm không có ra. Cái sự suy đoán học giả Lê Mạnh Thác thì ông bảo rằng là vùng này nó nằm ở một cái thung lũng nào của cái dòng sông gì, nơi đó có một loài cây, và nó có khả năng là nó làm thành cái địa danh để cho người dân người ta gọi cái vùng đó là tên như vậy. Nhưng mà từ vùng Bắc gần với Thượng Du Bắc Việt, do vậy cho nên ông mới đến đảnh lễ ngài, đảnh lễ Thiền Sư Quảng Phước, chùa Nguyên Hoa, trên núi Chân Ma xuất gia. Nguyên Hoa, Nguyên Hoài đó. Từ cái điều này chúng ta có cái nhìn rằng là ngài không phải được sử sách ghi là ngài kế thừa hẳn với những vị thiền sư của cái dòng thiền Tỳ Ni Na Lương Chi. Thế nhưng được nhập vào thế hệ thứ 15 là do vì ngài Quảng Phước này có thể là có sự liên hệ đến thế hệ 15 của dòng thiền Tỳ Ni Na Lương Chi, cho nên được Thiền Quyển Tập Anh ghi vô. Điều thứ hai là cái con người này, đó là sau khi được yếu chỉ thiền, ông ẩn cư tu thiền định bao nhiêu năm? 5 năm nghe. Các vị nhìn ra những điều này. Bây giờ thì chúng ta đa phần nghĩ rằng là mình nhập thất 5 năm, 3 năm, tưởng chừng như công phu mình nó có một sự tiến bộ nhất định, nhưng mà có khi nó không có đặt trên cái nền tảng như người xưa. Người xưa là ngộ yếu chỉ thiền, bắt đầu đi vào con đường ẩn cư. Bây giờ có khi mình nhập thất nhưng mà mình chưa sáng được đạo, chưa thấy được yếu chỉ thiền. Hai cái này nó khác nha. Khi ta nhận ra được tâm yếu tàu khê, nói theo dòng thiền đúng ngộ, các vị đi vô thất, các vị hành trì và các vị ẩn cư 5 năm, 3 năm, cái chữ này nó vô cùng tự nhiên. Tại vì có như vậy thì người đó, thứ nhất là mỗi ngày tu á, cái sự tiến bộ họ nó vươn đến trời cao. Điều thứ hai, nó không uổng phí thì giờ đi ngang qua của kiếp sống nhân gian. Điều thứ ba, họ có pháp để hành trì, do vậy cho nên ẩn cư nó không có phải là cái tình trạng đó là họ trốn duyên, mà ẩn cư đó là tình trạng ngồi bình yên để đào thải hết cái ô uế tạp chất tạp độc của tâm. Mình chưa thấy pháp mà hành trì lại đi vô cái công phu ẩn cư tu tập thì thưa các vị, có thể nó không có phát triển được cái năng lực tu tập sâu sắc. Có khi nó lại làm thành một cái loại là trì trệ. Trì trệ thứ nhất là do vì mình không có cơ hội tiếp xúc với một cái tập thể tăng già, người đồng phạm hạnh. Không được sự khuyến tấn bạn đồng tu. Không có được vị thầy sáng để chỉ bước đường ta tu tập mà ta lại ẩn cư. Thì những cái phiền não tạm thời nó có thể lắng. Thế nhưng mà không hàm nghĩa rằng nó bị đào thải nghe.
Một cái điều nó có thể phát sinh rất tự nhiên là do vì mình ẩn cư tu tập vậy rất nhiều năm, cho nên cái bản ngã của một người có tu tập 5 năm, 3 năm nhập thất á, nó tự nhiên nó trở thành một cái loại chướng khí vô cùng nặng, cho đến nỗi là chết tới chừng anh ra thất, anh sống cái xã hội đời thường, tiếp duyên xuất cảnh. Có khi nó tạo thành một cái chê, một cái sự phản ứng ngược của tâm lý. Ví dụ cái tâm lý của ta lâu nay ta bị cất đó, nó nằm yên, cho nên cái sức mạnh đó là sức mạnh vô đối. Tới chừng các vị xuất duyên đối cảnh, gặp người tác động, gặp người nói xúc phạm, thì cái phẫn nộ của các vị, giận dữ của các vị, sân si các vị có khi nó mạnh hơn cái người bình thường rất nhiều lần. Mình đã gặp tình trạng này á, một số các thầy cô nhập thất nghe đâu là 9 năm, 10 năm gì đó. Thế nhưng mà tới chuyện ra thất rồi thì những cái việc bình thường xử lý không xong mà lại nổi cơn thịnh nộ, tâm thức nó rất là bất bình thường, không bằng với một người sống đời sống bình thường giữa lòng đại chúng tu tập. Chú ý điều này, để ta nhận ra điều rằng người xưa họ ẩn cư từ cái nền tảng này, ngộ được yếu chỉ thiền nhé. Một người ẩn cư rất lâu, đệ tử ông cụ Trúc Lâm, nhưng mà vẫn chưa phải là người hoàn thiện. Mấy mươi năm ẩn cư, thành rằng ông có một sự ra đi rất đẹp, đó là cụ Thông Lạc. Các vị biết thầy Thông Lạc nha. Cùng nhóm với thầy Thông Lạc là một thiền sinh khóa đầu nghe. Nghe ông cụ Trúc Lâm giảng kinh Kim Cang rồi ba ông dẫn nhau đi ẩn cư, một là thầy Thông Lạc, hai là thầy Thiện Năng, ba là thầy Thiện Ấn. Ba ông bỏ đi. Và bằng một cái tâm thức của một người ngộ đạo, chứ không phải là bỏ đi vì lý do chân không lúc bấy giờ là thiếu vắng điều kiện nuôi dưỡng, không. Họ bàn nhau câu rằng là người xưa nghe được câu kinh ngộ đạo rồi ẩn cư tu, chứ mắc gì ở đây làm gì. Đây là cái điều kiện để cho chúng ta thụ hưởng vật chất đủ đầy, đời sống khó tu. Mà chân không ngày xưa có gì đâu vật chất, nhiều lắm là ăn uống đủ đầy, không đến nỗi thiếu thốn so với các nhà lam tự viện khác thôi. Chứ còn vật chất ngày đó làm sao bì được với những cái thiền viện bây giờ. Thế nhưng mấy ông rủ nhau rằng là chỗ này khó khó tu lắm, trở ngại lắm, Phật tử tới thăm viếng cúng dường mệt lắm. Bây giờ người xưa thấy đạo rồi ẩn cư, mình cũng ẩn cư, dẫn nhau ra Hòn Son, Hòn Sơn Rái gì đó tu. Và cuối cùng là nơi gió biển gầm gừ đêm ngày, cho nên các ngài cảm thấy vô cùng khó khăn trong cái đời sống. Chẳng lẽ rồi đi xin miếng cơm lên núi ngồi tu sao? Cho nên cuối cùng chia tay nhau. Là ngài Thông Lạc thì về chẳng bàn các cái chùa Chân Như. Ngài Thiện Năng thì thấy đi đâu cũng bất an, nên về đảnh lễ cụ Trúc Lâm xin ở lại. Ngài Thiện Ấn thì ra đời luôn, mắc cỡ không có thèm về. Người thứ tư là ông cụ Đắc Quyền nhà Đang, bắt chước nửa đêm bỏ đi lên Đà Lạt mấy hôm thì chạy về sám hối xin ở lại. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là đành rằng các ngài yếu chỉ thiền thì chưa đạt đến cái thấy như người xưa, nhưng mà tối thiểu họ có một cái nền tảng thấy được đạo. Do vậy cho nên thầy Thông Lạc rời thiền viện, tức là rời khóa tu thứ nhất ra đi ẩn cư luôn tới 4 50 năm, từ năm 72 cho tới sau năm 75, cho tới năm 8, mình nhớ là 82, 872, tới mười mấy năm sau về lại chân không, bạch với sư ông rằng là bạch sư ông, con dự định là con đã xong việc rồi, con đã chất củi dưới sàn hết rồi, con định là nhập niết bàn. Thế nhưng con nghĩ rằng là mình làm như vậy thì thiếu lễ độ, cho nên con về con thưa với thầy để con xin về trảng bàn con nhập niết bàn. Nhập niết bàn xong rồi phóng quả quan đốt luôn, củi thiêu luôn đó. Ông cụ Trúc Lâm bảo là không, việc đã xong rồi thì thôi giúp cho đời giáo hóa, chứ đâu có lý do gì nhập niết bàn. Thế rồi lần củi xuống chân không, lúc đó mình còn ở chân không nha, thì râu của nó dài vậy, nhưng củi cũng rầy, củi nó phải hiện tướng là sa môn cho nó đàng hoàng, không được để đâu.
cạo tóc để đâu coi gì được. Nói về phục hồi lại. Và thưa đại chúng rằng là cụ mới bắt đầu mở cái đạo tràng Chân Như dạy tu, có điều cụ hơi thiên trọng về trường phái Nikaya, nhất là đời sống tăng già độc cư thiền tịnh ngày xưa, cho nên cụ rất là to tiếng phản bác về cái sinh hoạt Phật giáo Đại Thừa, về cái lĩnh vực cầu cúng lễ lại ma chay, thậm chí là những cái quyển kinh truyền thống người ta tụng cụ cũng bài bác cật lực, như là Địa Tạng, thậm chí là kinh Vu Lan Bồn cụ không bằng lòng hãy đọc những cái loại sách cụ viết. Thế nhưng trên cái tiến trình tu tập một con người nhập thất lâu năm như thế này, họ có được cái sở chứng nhất định, có công phu nhất định, do vậy cho nên tới chừng ông ra đi thì thưa các vị là ông xá hình này tứ đại cách nhẹ nhàng, chết một cách thanh thản nghe. Đây là sự thành công rất lớn của một con người có được yếu chỉ thiền nhưng mà chưa đạt ngộ tột cùng, nhưng có công phu tu. Tóm lại mình nói điều này để quy chiếu lại ngài giới không này. Ngài ẩn cư 5 năm là từ cái nền tảng ngộ yếu chỉ thiền trước. Sau đó, rời cái nơi ẩn cư của ngài đi về cái vùng Nam Sách và núi Thánh Chúa ẩn cư thêm 6 năm nữa. 5 năm rời nơi chốn cũ về cái vùng Nam Sách, vùng này vùng Hải Dương nghe. Tới Hải Dương đây. Ẩn cư thêm 6 năm nữa. Tu hạnh Đầu Đà. Và giai đoạn này, cái năng lực tu ông đã có thể sai thần khiến quỷ, đức lành đủ bao trùm các vùng cư dân, có thể múc nước lạnh trị bệnh cho người ta. Và cái thời này đang cái thời chuyển mùa từ Phật giáo thiền tông bình thường của các bậc đạo sư ngộ đạo sáng tâm chuyển qua cái Phật giáo đi vào thần dị. Do vậy cho nên vua Lý Thần Tông mời ông về Kinh Đô Thăng Long để hoằng pháp. Thế rồi về Kinh Đô Thăng Long mở đạo tràng tiếp tăng dạy chúng, thì ta không biết được bao nhiêu người truyền đạt chánh pháp ra làm sao. Thế nhưng mà nổi tiếng là vị thầy có thể cứu được dân tình trong những mùa dịch bệnh. Thì các vị thấy Phật giáo chuyển mùa từ cái giai đoạn cực kỳ hưng thịnh của Phật giáo trí tuệ trở thành Phật giáo tín ngưỡng dần dần này nghe. Đây là ta nói về hành trạng của ngài giới không đây. Ở trong đây ghi rằng là mời về Kinh Đô ở chùa Gia Lâm. Ngài có khả năng là hiển bài linh ứng dùng nước trị bệnh. Đây là những cái câu mà trong Thiền Quyến Tập Anh họ ghi nghe. Điều thứ ba, nói có người này. Hai nét về ông là nét thứ ba, nói cho nhau nghe nét thứ ba. Về già, ông về là chùa cũ. Trùng tu 95 ngôi chùa. Quê hương của ông ở vùng Lạng Sơn, tức là cái vùng các cái tỉnh bây giờ là tỉnh gì, Lạng Sơn nè, không phải Cao Bằng Bắc Thái đâu, nó xa quá, ở vùng Lâm Thao rồi đó, tức là cái vùng phát tích của vua Hùng rồi đó, vùng đó đó. Và hình dung rằng những cái vùng miền cao này ta tưởng chừng như là cái bóng dáng sinh hoạt của văn hóa nó không có mặt, nhưng mà ngay thời này ta đã thấy là những chùa viện đã phát triển ở vùng cao. Và đúng là Phú Thọ đó, Vĩnh Phú rồi đó, tạo thành một cái dòng chảy văn hóa cho đến sau này vào cuối thời nhà Mạc, Mạc Đăng Dung, cuối thời Mạc Đăng Dung qua đến lúc Mạc Đăng Dung sống ngôi nhà Trần, cuối cùng bị nhà Trần đánh đuổi, chạy về cái vùng phương Bắc đó, thành lập một cái kinh đô, tức là thành lập một cái đế đô của nhà Mạc. Cái đó,
kéo dài tới 100 năm trên đó. Thì từ Mạc Mậu Hợp về sau đó, các vị nếu có đọc lịch sử thì các vị còn nhớ nghe, để mình thấy rằng cái dòng văn hóa này nó không đơn thuần rằng ở những vùng rẻo cao, cái từ giờ ta dùng đó là vắng mặt đi cái chất văn hóa của Phật giáo trên cái vùng cao đó. Kỳ thực rằng là Phật giáo ban đầu có mặt đâu phải ở cái vùng của Hà Nội đâu, mà ở cái vùng Bắc Ninh kia. Từ Bắc Ninh ngược lên thì nó đâu có xa mấy so với những vùng cao. Từ điều này nó cho chúng ta có nhìn rằng là ngay thời Lý thì những cái vùng như là Vĩnh Phú vân vân, thưa các vị, đã có bóng dáng đạo Phật trải rộng trên cái vùng đó rồi. 95 ngôi chùa đâu phải ít. Đây là cái nét của Ngài giới không lúc về già, Ngài đóng góp cho đạo Phật nha. Và cuối cùng đó là không bệnh, biết kệ thị tịch. Ta hồ nghi rằng cái niên đại ông cụ này mất thì nó cũng tương ứng với Ngài Pháp Dung. Ngài Pháp Dung thì năm 1174. Thì cụ này đành rằng không có niên đại, nhưng mà ta cứ nghĩ rằng xích xót, tại vì đương thời nha mà. Cái điều đặc thù của Ngài giới không đó là Ngài không bệnh, biết rằng là mình sắp trả lời Ngài tứ đại rồi, cho nên biết kệ thì tịch, nhắn nghe đàng hoàng xong xuôi rồi thở cái khì ra đi cách rất là nhẹ. Đây là việc phải làm của những vị thiền sư chứng đạo nghe. Cái điều kỳ lạ của những bậc thầy chứng đạo có lực dụng của sự tu tập, cái này trong Phật giáo thì không nói, nhưng mà những truyền thống tâm linh khác mà nói, đó là những vị giác ngộ rồi, khi các ngài chết thì cái không gian chung quanh của các ngài đó, nó không phải là không gian của sự u ám, buồn phiền, tiếc nuối. Không gian của các ngài ra đi đó, nó tạo thành một cái sự bùng nổ về năng lượng giác ngộ. Cái từ họ dùng đó là chi? Tự nhiên, cái vùng không gian đó nó có một ánh sáng, vùng không gian nó có hương thơm, vùng không gian nó có sự yên bình nghe, cho nên mình đến mình giữ tang lễ hoặc là hộ niệm hoặc đứng bên cạnh đó, nghe lòng mát rượi, nghe lòng bình an, chứ không có cái nỗi sầu thảm bất an lo lắng ưu tư. Cũng cái chết, các vị lưu ý nghe, thế nhưng mà cái chết của người chết uất ức, chết tức tuổi, chết trong nỗi giận dữ căm thù, thì chúng ta tới bên cạnh tử sàng nghe cái sự bùng nổ một không gian năng lượng đó tan ra, đó là cái năng lượng vô cùng là tiêu cực, nó chấn động tâm thức ta, nó làm ta bồi hồi, làm cho ta khủng hoảng, làm cho ta bất an. Thế nhưng mà những vị thiền sư hoặc những người hiền triết hoặc là những người tâm rất lành, họ có thể sinh cảnh giới lành và tái sinh lại nhân gian trong điều kiện lành thiện đó, thì họ chết nó làm thành một cái vùng không gian, cái từ ở trong cái thế giới của những nhà tâm linh học đó, thì họ nói rằng cái sự bùng nổ của năng lượng nó vô hình, thế nhưng nó làm thành một vùng không gian rất là yên bình, rất là phúc lạc. Và người xưa họ dùng cái từ biểu tượng đó là chi? Ánh sáng chói ngời, có hương thơm, có cầu vồng năm sắc là như vậy nghe. Cái điều này nó là lẽ tự nhiên. Do vậy các vị nhìn vào các vị thiền sư ngày xưa không bệnh, biết kệ thì tịch ra đi, dường như là nó không có đem lại cái sự thảm sầu nuối tiếc, nó không phải làm thành sự u ám bất hạnh gây cái nỗi muộn phiền gì cho người ở lại cả. Và nếu chúng ta tu phất phơ, thưa các vị, chết thì chết không an, sống thì sống không được, tới chừng chết rồi thì cái sự tức tuổi của không gian nó đầy ngột ngạt bất an, sống và chết nó vô cùng quan trọng nghe. Có những con người hiện diện giữa nhân gian, nó làm cho không gian của một cái gia đình nó tự nhiên sáng ngời. Không phải gì là người ta cầu tự rồi sinh ra đứa con cái tự nhiên là mừng, nó có cái năng lượng tâm linh, cái chiều hướng tâm linh nó có mặt nghe. Rồi ngay hiện thời trong đời sống các vị nghiệm ra nghe, có những lúc tâm mình nó tràn đầy hỷ lạc, các vị có mặt trong bất cứ nơi đâu, các vị cảm thấy là niềm vui nó lây lan đến người. Có lúc lòng mình nó đầy phiền muộn, mình bước vô cái đám đông người ta đang cười, tự nhiên mà tắt ngấm nụ cười hết. Có không?
Có chứ, thấy cái mặt đằng đằng sát khí của mình, người ta sợ ta chạy mất. Nó là vậy nghe. Cũng như vậy, sự có mặt của ta, sự ra đi của ta, nó đều mang dấu ấn như vậy. Đây là mấy nét ta nói về ngài giới không. Cuối cùng bài kệ thiền tịnh của ngài rất hay, mà các vị nên đọc lại, và chúng ta sẽ gặp nó trong buổi học kế tiếp.